注意的，注意你的就行的。来看，你看，这老板的木台嘛，木钉的了，有秘密的嘛，有人他没把它弄乱了嘛，弄乱了，哎呀，秘密，干的，别干多，大家都还八台，没那么多，还八台了。bốn chục người, hai chục người là phải bốn thầy. Nhưng mà quý vị, tôi thấy quý vị cũng có cái thấy là cái người huấn luyện mình là người Việt, hay nói tiếng Việt, đừng nói tiếng Việt, cứ sang người đó như Mỹ vậy đó, không biết chữ gì, mình bắt buộc phải nói tiếng Mỹ thôi. Còn nếu người đó mà lỡ có nói tiếng Việt á, thì mấy ông thầy cũng làm bộ nha, không biết. Cũng phải say what, 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 nghe không? Cái việc đó mình tìm cách mình giảng nghĩa cái nó hư bột, hư bột, hư đường hết, không có được, nghe không? Không có nói what, ok. So, cái mà mình học cái lớp riêng riêng như vậy đó gọi là một cái lớp gọi là group, yeah? Small group. Small là nhỏ, group là cái nhóm, yeah? Group study. Small group, group study là khi nào mà 4-5 người gom lại mình học bài, học một cái bài nào đó thì là group study, như mấy đứa nhỏ của mình ở nhà tụi nó hay rủ rê nhau nó đi học vô thư viện nó học bài, đó là group study. Còn cái mình đây là mình cái small group, để mà mục đích của mình để làm gì, mục đích để làm gì, practice, thực tập, yes, practice, yeah. Mục đích của mình để là mình practice, mình học tiếng Anh nhiều nhưng mà mình thiếu practice, yeah. Tôi viết cái practice này cho quý vị coi. Practice. Practice nó vừa là động từ mà nó vừa là danh từ. Ví dụ nó tôi thực tập thì I practice. Tôi tập nói tiếng Anh thì nói sao? I practice. Không nói I practice my English. Mà I practice to speak English. Để nói tiếng Anh. I practice speaking to speak English. Hay là I practice speaking English. Yeah. Cho nên nó là một cái động từ I practice. Và động từ nó cũng là sự thực tập. Ví dụ anh cần thực tập. You need practice. You need practice. Yeah. Anh cần thực tập. You need practice. Tại vì anh nói còn kém quá, thành ra anh phải thực tập. Yeah. You need more practice. Anh cần thực tập thêm, chị cần thực tập thêm. Cái gì cũng thực tập chứ không phải là chỉ English. Ví dụ chị làm móng tay móng bột còn kém quá, chị phải thực tập thêm làm móng bột, tức là làm nail đó. You need more practice, nail. Chị cần thực tập thêm lái xe, chị lái còn yếu lắm, mới học mà. Thì you need more practice driving the car, yeah, driving. Chị cần thực tập thêm nghề nail. You need more practice manicuring. Cái nghề là cái người là manicurist, nhưng mà người là manicuring. Cho thầy xin cái chai nước, nếu mà ngoài còn chai nước cái ly nước à, còn phải có gì à? Để ngoài lấy có không? Ok, cho nên cái chữ đâu đọc với tôi là practice. Practice.
Tôi cần thực tập thêm I need more practice. Cho nên practice vừa là động từ nhé, vừa là đồng thời động cũng là danh từ. Nếu mà chữ practice không á, có cái nghề im nghề nữa là mình thành nghề. Ví dụ nó là tôi làm bác sĩ thì I practice medicine. Tôi làm nghề bác sĩ, tức là tôi hành nghề bác sĩ ở Westminster. Thì I practice medicine. Cảm ơn, thank you. In Westminster. I practice medicine in đâu đó, in Westminster. Thấy không? Tôi hành nghề bác sĩ, tôi nghề hành nghề thuốc ở Westminster. Còn ông hành nghề luật sư của ông ở đâu? Cũng practice. Where do you practice? Ông làm nghề. Where do you practice? Law. Your legal profession. I practice law. Cũng được. Tức là tôi làm luật pháp. I practice law. Tức là tôi làm luật sư đó. I practice medicine. Tôi làm thầy thuốc. Tôi làm luật. I practice law in Little Sài Gòn. Ở Little Sài Gòn. Tôi mở văn phòng luật ở Little Sài Gòn. Ok, bữa nay cái chữ này mới phải không? Tôi học Anh văn 10 năm tôi mới học được cái này đó. Mà quý vị mới học đây, tôi có một bữa mà học được cướp nghề tôi rồi. Thấy không? In practice. Thế bây giờ hỏi cho anh làm luật sư hả? Vậy thì ông làm luật sư ở đâu? Thì nói sao? Where do you practice? Còn mình biết chưa biết cái chữ practice thì mình nói sao? Where do you work? Where do you work? Là nghe yếu quá. Mình tính tôi làm nghề hút rác hay sao? Ông nghe có khi ông giận. Văn học là luật sư ngon lành. Đúng rồi, biết là where's your office? Văn phòng ông ở đâu? Yeah. Còn nếu nói sang hơn chút, mình nói where do you practice? Nói đúng. Còn nếu biết là where's your office? Dở hơn chút nữa, where do you work? Mà bây giờ còn dở hơn chút nữa thì nói sao? What do you do? Where you work? Where you work? Work what? Làm cái gì? Làm cái gì? Ông bên đây. Lawyer là luật sư. Hay là cái chữ attorney. Cái nghề này thì là cái ông bên Mỹ này, ông gọi là viết tắt như thế này. Thấy không? Đọc ra là attorney. Attorney là luật sư. Đọc với tôi chữ đi. Attorney. 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 Có thể nói I practice attorney được không? No. Tôi hành nghề luật sư không được. Mặc dù attorney là luật sư mà không thể nói tôi hành nghề luật sư là I practice attorney. Không được. I practice law. Tôi hành nghề luật. I am an attorney. Nhưng mà tôi luật sư là I am an attorney. Tôi là luật sư, I am an attorney. Hay là có thể nói I am a lawyer. Yeah.